Có một người phụ nữ đằng kia, trong quá khứ cô có mang chuỗi hạt, nhưng bây giờ cô không còn đeo những hạt chuỗi đó nữa. Nhưng sự thách thức cô gặp phải ngày hôm nay là cô không có nhà ổn định, không người đàn ông nào làm hài lòng cô được, không ai có thể ban cho cô loại tình cảm mà cô muốn được. Điều này đã phá hủy sự nghiệp của cô. Cô đi từ nơi này đến nơi khác, nhưng bây giờ cô đã chán mệt. Cô không biết chuyện sai chặt gì với cô. Hãy đi ra, Chúa Giêsu yêu thương cô. Cô ở đằng kia và cô đang già, đang càng lớn tuổi thêm. Cô ở đằng kia. Cô đã từng mang hạt chuỗi trong quá khứ. Đã từ lâu, cô không còn mang chúng nữa. Cô có nan đề, không có chỗ ở ổn định, đi từ nơi này đến nơi khác. Không ai có thể cung cấp những gì cô muốn. Hãy đi ra, Chúa Giêsu yêu thương cô. Cô đang bản đồ bản địa thổ dân. Cảm ơn. Tên tôi là Silva. Tôi đến từ Nigeria. Người của Chúa Trời đã nói rằng có một phụ nữ mang hạt chuỗi trước kia. Trong những ngày đi học, tôi thường mang những hạt chuỗi đó. Tôi đã kết hôn năm 2012. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng một năm và sau đó đã ly dị và chúng tôi có một đứa con trai. Đứa trẻ đang ở cùng tôi. Tôi không thể ở cùng bất kỳ đàn ông nào có thể đáp ứng tôi. Tôi không thấy bất kỳ điều gì tốt trong những người đàn ông. Sau đó, tôi đi từ nước này đến nước khác tìm kiếm những người đàn ông. Tôi đã đến Dubai 5 lần và Thổ Nhĩ Kỳ để làm mại dâm. Người của Đức Chúa Trời ơi, xin hãy giúp tôi. Đó là lý do tôi gọi cô ra. Không ai có thể giúp cô ra khỏi sự hỗn độn này, trừ khi người đó thấy sự cần thiết phải phá hủy những chuỗi hạt đó. Đơn giản. Và nó cần ăn điển của Đức Chúa Trời để nhìn thấy những hạt chuỗi đó. Nếu có 10 đàn ông, cũng không thể thỏa mãn cô, vì đó là một lời nguyền rủa xả. Vì vậy, cô tin rằng không ai thỏa mãn được cô, nên cô đã đi Dubai. Ok, tôi sống cuộc đời của tôi và để cho người ta sử dụng mình, nhưng cô vẫn không được thỏa mãn. Đó là một sự rủa xả. Đừng lo lắng, cô sẽ làm chứng lại, vì nó sẽ kết thúc. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nó sẽ phải được kết thúc. Đó là sứ điệp của người Đức Chúa Trời đã được sức giàu. Sứ điệp tiên tri, nó sẽ kết thúc. Lời tiên tri đã đem lại sự giải thoát cho cuộc đời chị này. Và chị đã trở lại để làm chứng sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong đời sống của cô. Tầm quan trọng của chức vụ tiên tri của Đức Chúa Giêsu không thể được coi thường. Hãy nhớ lại lời nói của người Chúa Trời. Rất khó khăn cho một chị em đi ra và chia sẻ lại những gì trong cuộc đời của cô ấy. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nghe lời chị em nói không phải để nhạo báng cô ấy, nhưng để tôn vinh Đức Chúa Trời toàn năng. Và xưng tội cũng là một phần trong sự giải cứu. Vậy hãy nghe cô ấy chia sẻ kinh nghiệm của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người chị em, cô có thể giới thiệu tên mình. Emmanuel. Tên tôi là Olivia Silvia. Và đây là mẹ của tôi và con trai của tôi. Chủ nhật tuần rồi, tôi đã có mặt ở đây với nhiều kỳ vọng. Người của Đức Chúa Trời đã đến bên cạnh tôi ngồi và rồi bỏ đi. Tôi gần như thất vọng, nhưng sau đó ông ấy trở lại và nói rằng nếu ai có sự ác cảm giận hờn người anh em nào thì phải tha thứ. Hãy mời Đức Thánh Linh vào lòng để giúp bạn tha thứ. Và ngay lập tức tôi ngồi xuống vì nghĩ rằng đây không phải là lời cầu nguyện mà tôi muốn, vì nó quá đau đớn để phải tha thứ người đàn ông đó. Và ông ấy trở xuống lần nữa nói rằng, các bạn phải nên tha thứ. Và tôi đứng lên nói rằng, tôi sẽ tha thứ
ông ấy. Và mục sư bắt đầu đề cập đến trường hợp của tôi. Ông bắt đầu tiên tri nói rằng có một người phụ nữ mang hạt chuỗi trước kia và bây giờ không còn nữa. Vì hạt chuỗi đó mà cô đã không có nhà ổn định và hủy phá sự nghiệp của cô. Và cô không thể ở cùng với người đàn ông nào ảnh hưởng đến con cái của cô và cô đang lớn tuổi thêm. Và đây là điều mà tôi tự hỏi suốt 3 tuần qua. Vấn đề này đã đến từ đâu? Và khi mục sư đề cập đến điều đó thì tôi bước ra. Và mục sư nói rằng trường hợp của tôi sẽ được giải quyết và tôi sẽ làm chứng lại. Quả thật, người của chú chờ nói là sự thật. Vào lúc tôi 22 tuổi thì người hàng xóm bảo tôi nên đi theo cô ấy đến một nơi nào đó. Và khi tôi đến đó thì có một nhà tâm linh phù thủy đã làm một số nghi lễ trên tôi, cũng như ban cho tôi một cái dấu ấn trên bộ phận vùng kính của tôi. Và cho tôi những chuỗi hạt quyến rũ mang xung quanh lưng. Và sau đó tôi không còn tự chủ chính mình nữa. Và khi tôi được nhận vào trường học, thì tôi di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tôi đã đến Abuja, Pohakor và nước Ghana, nơi mà tôi làm nghề mãi dâm. Tôi đã gặp những người phù thủy. Nhưng sau đó tôi tự nhủ rằng tôi phải bỏ việc này trước khi tôi chết. Sau khi ra trường năm 2010, tôi đã trở về nhà mẹ của tôi ở Lagos. Đó là khi tôi gặp người đàn ông, là cha của đứa trẻ. Tôi có một nhóm bạn cũng làm nghề mãi dâm. Thưa các bạn đang xem video clip về một cô gái mãi dâm đã được giải cứu trong một vụ mục sư TV Joshua và quyền năng Đức Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu Christ. Nhưng vì thời gian có hạn và vì lời lẽ không được đẹp lắm, để giảm bớt sức tưởng tượng trong ngành nghề mãi dâm, tôi xin tóm tắt như sau. Cô ấy muốn ngưng việc mãi dâm, nhưng các bạn của cô ấy đã mua vé máy bay và làm visa để đưa cô ấy ra nước ngoài, như nước Thổ Nhĩ Kỳ, nước Dubai, để làm những công việc kiếm tiền khác. Nhưng khi cô đến đó thì người ta tịch thu thẻ thông hành của cô và ép cô trở về lại nghề mãi dâm. Cô ấy cũng nói rằng hôn nhân của cô ấy là một địa ngục vì phải chịu đựng bị đánh đập bởi chồng cô ấy ngay trong khi cô còn mang thai. Người mẹ của cô ấy không biết rằng cô ấy đang làm nghề mãi dâm, nhưng chỉ biết là đang làm kinh doanh. Sau đó cô trở về lại Nigeria. Và cô trở nên bệnh và mơ thấy những nightmare ác mộng khiến cô không thể chợp mắt ngủ được. Suốt ngày cô luôn bận rộn với cái điện thoại để tìm đàn ông. Con của cô ấy cũng ngã bệnh và cô trở nên sầu não. Cô cũng bắt đầu nghiện thuốc marijuana và giao du với những cô gái khác. Từ khi cô được giải cứu, cô bắt đầu ngủ rất ngon và cô cũng xóa đi tất cả những sự liên lạc với bạn bè cũ, những khách hàng cũ và xóa những hình ảnh hở hang là những hình ảnh mà cô rất sợ bị mắc trước kia. Nhưng bây giờ tôi đã có thể xóa được chúng khỏi điện thoại của tôi. Xin hãy vỗ tay cho Đức Chúa Giêsu. Xin hãy nói cho chúng ta biết một lần nữa, từ khi cô được giải cứu thì cô còn có những sự phiền muộn, những cơn thèm thuốc, uống rượu còn nữa không? Không, tôi không còn nữa. Trước đó thì cơn thèm, sự hôi thúc cứ đến mỗi lần khi tôi nghĩ đến cha của đứa trẻ là người mà mục sư bảo tôi phải tha thứ. Mỗi lần tôi nghĩ đến điều đó thì tôi bắt đầu muốn hút thuốc và bắt đầu trưng diện và đi ra ngoài đến những nơi mà tôi có thể hút thuốc được. Nhưng từ khi đó cho đến nay, tôi đã không còn cơn thèm thuốc nữa. Tôi bây giờ nhận thấy rằng tôi thường xuyên ở nhà hơn cùng với con cái, và con cái tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi cũng rất hạnh phúc. Một lần nữa xin hãy vỗ tay cho Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn
Cô, và bây giờ chúng ta hãy nghe lời của người mẹ của cô nói gì. Mama, xin hoan nghênh bà đến đây trong danh Chúa Giêsu. Xin hãy tự giới thiệu và kể lại cảm nghĩ của bà gì về đứa con của mình. Tên tôi là Veronica. Đây là đứa con gái út của tôi. Chủ nhật tuần rồi, cô ấy gọi tôi và nói rằng muốn đi nhà thờ. Khoảng 5 giờ sáng, cô ấy thức dậy tắm rửa rửa mặt. Tôi hỏi cô con gái đi đâu, thì cô ấy nói rằng cô ấy muốn đi nhà thờ. Tôi hỏi nhà thờ nào? Cô ấy nói nhà thờ con. Ai dắt con đi? Dạ bạn của con. Thôi cảm ơn Chúa chờ con tôi đi nhà thờ ngày hôm nay. Ngày đó cô ấy đi nhà thờ con và tôi thì chúng tôi đi nhà thờ của chúng tôi. Khi chúng tôi về nhà thì cô ấy vẫn chưa về nhà. Và vì vậy tôi đã gọi cô ấy để xem có phải thật sự cô ấy đi nhà thờ không. Cô ấy trả lời rằng cô ấy vẫn trong nhà thờ và tôi cảm ơn Chúa chờ. Kể từ cô Chúa chờ giải cứu cô thì cô hoàn toàn thay đổi. Trước đó cô không thể giúp được điều gì ở trong nhà. Cô ấy thường dành nhiều thời gian trên điện thoại của mình. Tôi thường bảo cô ấy hãy đặt điện thoại xuống mà đi tìm kiếm một công việc làm để chúng ta có cái gì đó để ăn. Nhưng cô ấy bỏ đi ngủ. Khi cô ấy thức dậy thì tắm rửa và bắt đầu đi ra ngoài buổi tối. Kể từ Chủ nhật tuần rồi, cô ấy bắt đầu đi chợ, lau chùi nhà cửa và bắt đầu làm việc. Đứa trẻ này đây, cô ấy bắt đầu tắm nó và giặt giũ quần áo của nó và kể cả của tôi. Cô ấy bắt đầu đi chợ mua đồ ăn về nhà nấu nướng để chúng tôi ăn. Cô ấy không từng làm như vậy à? Không bao giờ. Khi cô ấy đi Dubai thì cô ấy nói là sẽ là đi đâu? Cô ấy nói là đi làm kinh doanh. Cô ấy không nói thật sự cô ấy đi đâu. Chủ nhật tuần rồi khi người Chúa chờ giải cứu cô, tôi cảm ơn Chúa chờ rất nhiều. Các bạn đã nghe lời làm chứng của người mẹ thế nào Đức Chúa chờ đã giải cứu con gái của mình trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy vào lòng con hôm nay. Tha tội con, cứu linh hồn con, rửa sạch con bằng huyết quý báu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại cuộc đời con, cứu chuộc con, chữa lành con, giải cứu con, trong danh Jesus Christ. Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời kinh thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng hàng ngày, bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ghen ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tánh tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.